Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được một cái màn hình HP LCD nha các bạn, màn hình LCD HP L2045W. Thì hiện trạng của cái màn này là nó không xuất hình nha các bạn. Cái màn hình này nó không xuất hình. Và mình sau khi mình mở ra nha các bạn, mình mở cái bo này ra. Đó thì mình phát hiện đây nha các bạn. Đó, vị trí hai cái tụ này nó đang bị phù nha các bạn. Đó. Cái vị trí hai cái tụ này đang bị phù đây. Đó, vị trí hai cái tụ này nha các bạn. Đó. Hai cái tụ này đang bị phù. Hai cái tụ này là nguồn ra nha các bạn. Hai cái tụ nguồn ra này đang bị phù. Đó là cái con C853 nha các bạn. Và cái con C871. Đó. Mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế hai cái tụ này nha các bạn. Xanh, cam xanh, cam xanh. Tám bảy một, tám năm ba, C853 và C871 nha các bạn. Thank you.
Rồi đây là hai cái tụ của nó nha các bạn. Đây hai cái tụ nó bị phù này nha các bạn. Hai cái tụ này đang bị phù. Rồi bắt đầu mình sẽ thay hai cái tụ này vào nha các bạn. Đó, ok, mình có hai cái tụ khác và bắt đầu mình sẽ tiến hành gắn vào. Rồi bắt đầu mình sẽ test cho các bạn xem nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình gắn hai cái tụ này vào. Rồi mình vừa gắn xong hai cái tụ nha các bạn. Mình vừa gắn xong hai cái tụ này vào nha các bạn. C871 và C873 nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn vào, mình sẽ thử nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào nha các bạn. Mình sẽ gắn cái bo này, bo nguồn này vào cái bo tín hiệu nha các bạn. Và bắt đầu mình sẽ test cho các bạn xem. Mời các bạn theo dõi tiếp của mình. A few moments later. Rồi. Sau khi mình gắn vào nha các bạn, đây, sau khi mình đã gắn vào cái khung rồi nha các bạn, cái khung của màn hình, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình cắm vào cho các bạn xem cái màn hình có xuất hình không nha các bạn. Coi như mình đã kết thúc cái ban sửa cái màn LCD HP này nha các bạn. Đây cũng là một cái ban những trong phổ biến của cái dòng HP nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Rồi máy có xuất hình nha các bạn. Máy đã xuất hình. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối LCD nha các bạn.
Rồi, máy đã ok nha các bạn. À, máy đã xuất hình ok. À, như vậy là mình đã kết thúc cái ban sửa cái LCD HP L2045 đúc nha các bạn. Đây là cái con HP L2045 đúc. À, sau khi mình đã fix hai cái tụ nó nha các bạn, hai cái tụ thì máy đã xuất hình ok. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. À, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. À, chào các bạn.